Xã Thạch Hương, Thạch Điền của huyện Thạch Hà, nước đã ngập mênh mông suốt 2 ngày nay. Anh Quý ở xóm 10, xã Thạch Hương cho biết, chỉ sau đợt mưa lớn tối qua cùng với lũ thượng nguồn đổ về khiến nước dâng lên rất nhanh, làm ngập toàn bộ xóm, có nơi nước ngập đến 1,5 m. 7 tấn xi măng của gia đình anh chuẩn bị sửa nhà đã hỏng hết. Với nước trên nguồn nó đổ về mạnh thì thành thị là bị ngập úng như gia đình em đây. Giờ là 7 tấn xi măng sập để làm nhà bên kia là ngay hư hết. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh cho biết, các hồ thủy lợi trọng điểm của tỉnh đang xả lũ từ 20 mét khối đến 50 mét khối trên dây để đảm bảo an toàn hồ chứa. Ví dụ tôi là như ở Hà Du Cái Gỗ, như huyện Cẩm Xuyên, thành phố Hà Tĩnh, rồi huyện Thạch Hà là một số lượng phải nói là hàng ngàn dân ở dưới. Thì ở đây có các phương án sơ tán theo các kịch bản. Trước hết là các hộ dân phải chủ động kê các tài sản kích cờ để mà có cái chỗ ấn ấp. Và nếu diễn biến phức tạp thì các cái triển khai lực lượng cứu hộ cứu nạn của tỉnh cũng như của huyện để triển khai sơ tán dân cư. Để đối phó với diễn biến của mưa sau bão, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều động lực lượng phương tiện đến các vùng bị ảnh hưởng của mưa lũ, giúp người dân khắc phục hậu quả và sớm ổn định cuộc sống. Số gia đình mà nó có hỏng một số cái lương thực, thực phẩm trong gia đình ấy, thì có cái biện pháp khắc phục cho giúp cho họ. Đừng để, tức là không để cho cái gia đình người ta đói, người ta rét, người ta không có sức nằm. Do mưa vẫn tiếp tục xảy ra trong sáng nay, nên các địa phương như Thạch Hà, Thạch Khê vẫn ngập sâu trong nước. Lực lượng cứu hộ đang tiếp tục dùng thuyền tiếp cận những nơi bị ngập sâu để hỗ trợ người dân và di dời dân đến nơi an toàn. Lo ngại nhất hiện nay là nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài, chắc chắn khu vực đang bị ngập úng do vỡ kè sẽ chịu nhiều thiệt hại nặng nề.